Bây giờ sẽ là một cái tiết mục mà phải nói là hết sức đặc sắc luôn. Hai thôn sẽ kết hợp với nhau để biểu diễn một tiết mục văn nghệ rất là hay các bạn ạ. Đây, mỗi bên là một thôn. Và đặc biệt là sẽ có thành viên của team chúng ta, đó là Nghề Lép các bạn nhé. Nghề Lép này sẽ hát một ca khúc gì đó. Chắc là phải đợi lên sân khấu thì mới biết được. Đó. Tiếp tục là một tiết mục múa nữa các bạn nhé. Mát quá em ơi. Hãy
Với chương trình thì lại bắt gặp trở lại hai cô gái rất là xinh. Hai cô gái này nếu mà để theo như Sơn nghĩ thì nếu các bạn ấy đồng ý thì chắc là Sơn sẽ mời các bạn ấy tham gia cùng với tem mình. Bởi vì tới đây thì Sơn cũng có thành lập một tem để làm về phim hài, giải trí, đời sống hàng ngày. Và nếu có duyên thì anh sẽ mời hai em cùng tham gia với cả tem bọn anh. Bởi anh cũng đang lên kịch bản để chuẩn bị ra những cái thước phim đầu tiên. Các em là năm nay lên 12 à? À năm nay lên 11 đúng không? Hôm nào thì chị gần như là chị học buổi sáng thôi à? À. Ừ. Thế thì có thể vẫn bớt thời gian ra để đi quay được. Nếu như là các em sẵn sàng mà phải xin phép bố mẹ thoải mái đồng ý thì mới đi được. Hẹn nếu có dịp thì anh em mình sẽ có những gọi là chữ ký, cam kết, hợp đồng. Có đồng ý không? Như vậy là chương trình văn nghệ chợ đêm cũng đã kết thúc. Và bây giờ chỉ còn lại các du khách, còn lại các diễn viên. Ví dụ đây các bạn này, đấy, diễn viên của chúng ta đây đang đi chơi chợ và đi uống nước mọi thứ. Cảm ơn các bài múa, các bài diễn của các cô, các bác. Rất tuyệt vời ạ. Đấy, chỉ biết cười thôi mọi người, con người đẹp. Chắc bây giờ thì Sơn sẽ lướt một vòng vùng quanh chợ này để xem các mặt hàng, rồi mọi người đi chơi chợ, các thứ. Sau đó là Sơn cũng kết thúc video nhá. Đây, như mọi người quan sát thấy thì phiên chợ vẫn đang khá là đông. Và bây giờ thì cũng đã là 9 rưỡi rồi các bạn ạ. 9 rưỡi tối rồi, nhưng mọi người vẫn đang đi dạo, đi chơi, uống nước, ăn đồ vặt, các thứ cũng rất là đông. Đó. Và phía bên kia thì là những gian hàng quen thuộc. Chắc là Sơn sẽ đi vòng sang bên kia một chút các bạn nhé. Sau một hồi đi vòng quay trở lại quán quen của bác thì lại gặp nghề đây rồi các bạn này. Đấy, thay đổi trang phục liên tục. Bây giờ thì lại mặc màu xanh. À quên, màu hồng. Vừa nãy thì màu xanh, bây giờ thì màu hồng. Và buổi chiều nay thì mặc cái màu gì nhở? Màu trắng. Thế là một ngày hôm nay thì bạn ấy có thể thay đổi đến 4 bộ trang phục. Xem là ngày mai hoặc ngày kia bảo các bạn tập trung để họp hành một tí nhá. Xem là lên chương trình nhá. Và chắc có lẽ bây giờ thì Sơn cũng xin kết thúc cái video này ở đây thôi các bạn nha. Bởi vì là tất cả các chương trình lễ hội văn nghệ múa của các cô, các chị, các em, mọi người thì cũng đã tan rồi. Và mọi người thì cũng đang đi chơi chợ và các hàng quán thì cũng bán như là gần như là hết hàng rồi. Đó. Và các chương trình thì hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối thứ 7 tuần sau.
Tối thứ bảy hàng tuần sẽ có những chương trình văn nghệ sẽ diễn ra tại chợ đêm Nghĩa Đô các bạn nhé. Còn bây giờ thì Sơn xin phép được kính chào toàn thể quý vị các bạn. Bye bye.